Lê Văn Sơn. Vẫn đang là cầu thủ áo trắng. Đây là một cơ hội dành cho Văn Toàn. Văn Toàn vừa ngã. Không có quả đá phạt 11m. Một tiếng đột phá của cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5. Đây là gương mặt của huấn luyện viên Lee Tae-hoon khi chứng kiến đội nhà không được trọng tài Hoàng Tấn cho hưởng một quả đá phạt 11m. Đó là một tình huống mà trọng tài chính điều khiển chỗ này đã đứng rất gần và có một góc quan sát thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống quay chậm. Đúng là không thể thổi phạt 11m. Quyết định chính xác của trọng tài Hoàng Anh Tuấn.